Việt Linh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch Covid-19 trên kênh FBNC. Bản tin sáng nay ngày 4 tháng 8 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong khi đó, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh là đến nay việc đếm ca dương tính không còn ý nghĩa lớn. Hà Nội tận dụng thời gian giãn cách dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới. Hỏa tốc Long An và Đồng Tháp không tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2. Bộ Y tế nghiên cứu cấp phép thuốc điều trị Covid-19, Remdesivir. Trên thế giới, một lần nữa Covid-19 đã quay lại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Hàn Quốc ghi nhận ca mắc biến thể Delta Plus đầu tiên trị Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cũng thông báo bổ sung có 190 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Tối đa tiếp xúc giữa người với người. Hiện nay, với việc thay đổi chiến lược chống dịch sang điều trị, thì việc đếm ca dương tính không còn ý nghĩa lớn nữa, mà quan trọng là đếm bao nhiêu ca khỏi, chuyển nặng và số ca tử vong để có biện pháp trong điều trị ngăn chặn ca chuyển nặng và tử vong. Đây là phát biểu của Phó Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trong cuộc họp báo ngày hôm qua theo đó phó bí thư phan văn mãi thừa nhận vấn đề khó khăn thành phố phải đối mặt hiện nay là điều trị bệnh nhân nặng và giảm tỷ lệ tử vong với các giải pháp tăng cường mở rộng thêm cho công tác điều trị đồng thời việc mở rộng cũng đã đặt ra yêu cầu về nhân lực và trang thiết bị thời gian qua thành phố được tăng cường nhưng phải nói đến giờ này thành phố vẫn đang quá tải và đang thiếu phó bí thư cho biết Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cũng nhận định tình hình dịch bệnh và số ca F0 tại thành phố Hồ Chí Minh đã có xu hướng đi ngang và đang có dấu hiệu giảm. Thực tế cho thấy mô hình 3 tầng 5 lớp đã phát huy hiệu quả. Thành phố cùng trung ương đang xây dựng 5 trung tâm điều trị COVID-19 của khu vực, trong đó tập trung tổ chức 3.000 giường hồi sức để chữa trị ca nặng không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà cả phía Nam. Đến nay số ca nhiễm của thành phố Hồ Chí Minh đã vượt mốc 100.000 ca, hiện là tâm dịch lớn nhất cả nước. Cũng trong cuộc họp báo nêu trên, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đã thông tin về công tác tiêm chủng vaccine của thành phố. Theo đó, thành phố đang bước vào đợt thứ 6 tiêm vaccine, sẽ tiêm kéo dài đến hết tháng 8 với sự hỗ trợ của chính phủ. Và trong đợt này vẫn sử dụng 3 loại vaccine là AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Riêng vaccine Sinopharm, thành phố đã tiếp nhận, tuy nhiên vẫn đang chờ Bộ Y tế kiểm định độ an toàn. Sau khi được cấp phép kiểm định, sẽ tiến hành tiêm chủng theo đúng quy trình như các vaccine khác. Và thành phố sẽ đưa vào kế hoạch tiêm chủng trên nguyên tắc minh bạch và tự nguyện. Tại thành phố Hà Nội, Văn phòng Thành ủy vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Mục tiêu quan trọng được đề ra là Hà Nội phải tận dụng tối đa các ngày giãn cách xã hội để thần tốc truy vết, bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng. Theo đó, thành ủy Hà Nội yêu cầu toàn địa bàn thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện việc giãn cách xã hội thực chất, siết chặt quản lý, giám sát việc đi lại của người dân theo quy định phòng chống dịch COVID-19 ngay từ gia đình, ngõ phố, thôn xóm, khu chung cư, tòa nhà, cơ quan đơn vị. Các địa phương phải siết chặt hoạt động của các khu cụm công nghiệp, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh, bảo đảm chỉ hoạt động khi đáp ứng yêu cầu an toàn phòng chống dịch và cam kết theo quy định. Kiểm soát siết chặt 23 chốt vào thành phố các chốt do các địa phương thiết lập, bảo đảm đủ lực lượng trực 24 trên 24 giờ và 7 ngày trên tuần. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội kể từ ngày 29 tháng 4 đến nay đã là hơn 1.300 ca. Đáng quan tâm là những ngày gần đây, thành phố liên tục phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng qua sàng lọc, không thuộc các chủ lây nhiễm đã phát hiện và kiểm soát trước đó. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn, mới đây hai tỉnh có số người mắc Covid-19 nhiều nhất miền Tây là Long An và Đồng Tháp vừa có quyết định là dừng tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2. Cụ thể, trong ngày hôm qua ngày 3 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho biết tỉnh này đã thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức được hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Long An năm 2021. Đợt 2 tại Long An chỉ có 23 thí sinh đăng ký thi, gồm 17 thí sinh phổ thông và 6 thí sinh tự do. Nếu tổ chức thi đợt 2 thì Long An phải huy động trên 50 người làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường thì việc đi lại và tổ chức ăn nghỉ tập trung cho những người làm nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn, cùng với tiềm ẩn rủi ro không an toàn về phòng chống dịch bệnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tính đến nay Long An đã phát hiện hơn 7.000 ca mắc covid-19. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng ra thông báo không tổ chức được hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021. Đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công nhận đặt cách cho tất cả các thí sinh đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện tại Đồng Tháp cũng đã phát hiện hơn 3.400 trường hợp mắc covid-19. Tính đến tối qua ngày 3 tháng 8, Đà Nẵng đã ghi nhận 93 ca mắc COVID-19 trong ngày, đáng chú ý số ca trong cộng đồng là 29 ca. Đây là con số ghi nhận trong một ngày cao nhất kể từ ngày 10 tháng 7 đến nay. Cụ thể trong số 29 trường hợp nhiễm sắc COVID-2 mới trong cộng đồng, có 18 ca được phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình, 6 ca có triệu chứng đến khám và lấy mẫu xét nghiệm tại các cơ sở y tế, 5 ca khác được lấy mẫu diện rộng do liên quan đến các ca mắc trước đó. Hiện chủ lây nhiễm liên quan đến cảng cá Thọ Quang ở quận Sơn Trà vẫn có nguy cơ rất cao theo đánh giá của cơ quan y tế. Trong ngày hôm qua tiếp tục ghi nhận đến 77 ca F0, nâng số ca dương tính liên quan đến chuỗi lây nhiễm này lên 391 ca. Thưa quý vị, mới đây, Sở Y tế Bình Thuận đã phát đi thông báo khẩn tìm những người đã đến các địa điểm có liên quan đến các ca nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể các địa điểm gồm một Ủy ban nhân dân phường Hàm Tiến từ 16 giờ ngày 23 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, hai trường tiểu học Hàm Tiến từ 16 giờ ngày 23 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 8, 3. tiệm nhôm sắc Minh Thảo tại số 136 138 đường Thủ Khoa Huân từ 16 giờ ngày 24 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 8, 4. tiệm cô giáo Thủy bán đồ trồng lan gần nhà thờ Rạng phường Hàm Tiến từ 14 giờ ngày 26 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 8, 5. quán phở 39 phường Đức Nghĩa từ 9 giờ ngày 26 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 8. 6 tiệm thuốc Tây Phúc Bảo đường Thủ Qua Hưng, phường Thanh Hải từ 9 giờ ngày 26 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 8. 7 phòng khám bác sĩ Mai Thiền trong chợ Hàm Tiến, phường Hàm Tiến từ 8 giờ ngày 27 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 8. 8 phòng khám bác sĩ Thảo Tú số 101 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến từ 9 giờ ngày 30 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 8. 9 phòng khám nhà bác sĩ Tiến đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến từ 8 giờ ngày 27 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 8. 10 siêu thị VinMart tại địa chỉ số 77 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến từ 6 giờ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 8. 11 ngân hàng Sài Gòn đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến từ 9 giờ ngày 27 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 8. 12 chợ trong hẻm số 69 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến từ 6 giờ ngày 20 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. 13 sân bóng đá Hồng Bàng phường Hàm Tiến từ 13 giờ ngày 26 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 8. 14 cửa hàng xăng dầu ngay vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp phường Phú Hải từ 8 giờ ngày 28 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 8. 15 quán ăn bánh khọt Vũng Tàu tại số 114 đường Từ Văn Tư phường Phú Trinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Theo đó, Bình Thuận yêu cầu khẩn những người đến địa điểm và thời gian nêu trên liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định. Hiện tình hình dịch bệnh tại tỉnh Bình Thuận vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc liên tục tăng, đặc biệt tại thị xã La Ghi và một số ổ dịch chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Trước những đánh giá khá tích cực của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA sau khi sử dụng Remdesivir điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và cho thấy hiệu quả giảm lượng virus nhanh, Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu để đưa loại thuốc này vào phát đồ điều trị COVID-19 và sẽ cấp phép sử dụng. Trước đó thông qua nguồn tặng viện trợ, Việt Nam cũng đã sử dụng Remdesivir cho bệnh nhân COVID-19 ở một số cơ sở y tế. Vì vậy, Bộ Y tế sẽ xem xét để sớm cấp phép thuốc này điều trị bệnh nhân COVID-19. Vừa qua dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, tập đoàn VinGroup cũng vừa đàm phán thành công đơn hàng đặc biệt 500.000 lọ Remdesivir. Toàn bộ số thuốc trên sẽ được trao tặng cho Bộ Y tế trong tháng 8 này nhằm góp phần để nhanh phục hồi cho bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết việc sử dụng Remdesivir phải do bác sĩ quyết định và phải chỉ định cho từng bệnh nhân, người dân không nên tự ý sử dụng Remdesivir là thuốc kháng virus được qua quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA phê duyệt điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ ngày 22 tháng 10 năm 2020 với khả năng rút ngắn thời gian chữa trị và đẩy nhanh phục hồi ở bệnh nhân diễn tiến nặng. Remdesivir được 50 quốc gia như Mỹ, EU, Úc, Nhật Bản, Singapore, ấn độ đưa vào phát đồ điều trị và là một trong những loại thuốc đặc trị khó tiếp cận hàng đầu thế giới. Tính đến 18 giờ ngày 3 tháng 8, số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã hơn 199 triệu ca, trong đó số ca chữa khỏi là hơn 180 triệu ca và đã có hơn 4,2 triệu ca tử vong vì Covid-19. Dù quyết tâm đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng, hiện Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 35,8 triệu ca mắc, trong đó gần 630.000 ca tử vong. Ấn Độ là quốc gia thứ hai khi có tổng số người nhiễm COVID-19 hơn 31,7 triệu ca và hơn 425.000 ca tử vong. Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới với số người nhiễm COVID-19 đã gần 20 triệu ca. Số ca tử vong ở quốc gia này đứng thứ hai thế giới với hơn 557.000 ca. Nga đứng vị trí thứ tư với tổng số người nhiễm COVID-19 hơn 6,3 triệu ca, trong đó hơn 160 ca tử vong. Vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, giới chức thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc cho biết họ sẽ xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân sau khi thành phố miền Trung nước này ghi nhận các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên kể từ hơn một năm trước. Vào ngày 2 tháng 8, giới chức thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới. Lập tức, quan chức thành phố Vũ Hán Lý Đào đã thông báo thành phố 11 triệu dân này đang khẩn trương xét nghiệm nucleic acid toàn diện cho tất cả cư dân. Trước đó, ít nhất 18 tỉnh thành trên tổng số 31 tỉnh và thành phố cấp tỉnh ở Trung Quốc đã báo động về đại dịch COVID-19 khi hơn 300 ca lây nhiễm trong nước đã được phát hiện trong 10 ngày, đặt ra những thách thức lớn cho nước này khi phải đối phó với đợt dịch tồi tệ nhất trong nhiều tháng qua. Các thành phố của Trung Quốc đã triển khai xét nghiệm quy mô lớn đối với hàng triệu người và áp đặt hạn chế đi lại mới trong bối cảnh các cơ quan y tế ngày 1 tháng 8 đang gồng mình ngăn chặn tình trạng bùng phát dịch COVID-19 lan rộng nhất ở nước này trong nhiều tháng qua. Hồi tháng 7, Trung Quốc đã ghi nhận sự bùng phát của biến thể Delta lây lan nhanh ở sân bay Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông nước này. Còn tại Hàn Quốc, cũng trong ngày 3 tháng 8, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh KDCA cho biết vừa phát hiện hai bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Delta Plus có khả năng lây nhiễm cao. Đây là lần đầu tiên nước này ghi nhận sự xuất hiện phiên bản biến thể mới của virus SARS-CoV-2 Delta Plus, vốn là một dòng phụ của biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ hồi tháng 4 vừa qua. Vào ngày 3 tháng 8, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh KDCA cho biết vừa phát hiện hai bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Delta Plus có khả năng lây nhiễm cao. KDCA cho biết trong số hai trường hợp nhiễm Delta Plus là một người đàn ông ngoài 40 tuổi chưa từng ra nước ngoài. Biến thể Delta Plus được cho là dễ lây lan hơn, có thể có khả năng lây nhiễm sang người đã được tiêm chủng đầy đủ. Cho đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 6.016 trường hợp mắc 4 biến thể lây nhiễm chính của virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 2.900 ca thuộc biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. Cùng ngày, KDCA ghi nhận Hàn Quốc có thêm hơn 1.200 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 1.100 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên hơn 201.200 ca. Hàn Quốc có thêm 5 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng số bệnh nhân không qua khỏi lên hơn 2.100 người, tỷ lệ tử vong lên đến 1,04% số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch là 331 người, tăng thêm 5 bệnh nhân so với ngày 1 tháng 8. Cơ quan chức năng Hàn Quốc cảnh báo rằng làn sóng lây nhiễm thứ tư khó có thể được kiểm soát trong một sớm một chiều do số lượng người dân đi du lịch dịp nghỉ hè ngày càng nhiều và biến thể Delta dễ lây nhiễm hơn cũng đang khiến cuộc chiến chống Covid-19 của Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn hơn. Tại cuộc họp với các bộ trưởng ngày 2 tháng 8, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã chỉ đạo là cần phải đảm bảo dường bệnh đủ để điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy cơ cao. Các bệnh nhân còn lại về cơ bản sẽ điều trị tại nhà. Tuy nhiên, Nhật Bản cần thiết lập một hệ thống y tế hiệu quả cho phép những người mắc bệnh nhẹ điều trị tại nhà khi chuyển biến xấu phải được nhập viện ngay lập tức. Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết trong một cuộc họp báo rằng một số lượng lớn máy đo độ bão hòa oxy trong máu sẽ được chuyển đến các cơ sở y tế địa phương để nắm bắt tình hình diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân điều trị tại nhà. Mục tiêu đặt ra là giảm 70% nguy cơ chuyển nặng đối với các bệnh nhân trên 50 tuổi và người mắc bệnh nền trong số các bệnh nhân điều trị tại nhà. Ông Suga cũng yêu cầu các hiệp hội y tế và lãnh đạo các bệnh viện phối hợp chặt chẽ, đồng thời kêu gọi người dân hợp tác bằng cách hạn chế ra ngoài khi không thật sự cần thiết và không tổ chức ăn uống đông người. Vừa qua, bang Florida ghi nhận hơn 10.200 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện, con số cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát tại Mỹ. Thông tin này xuất hiện chỉ một ngày sau khi cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh CDC của Mỹ công bố dữ liệu cho thấy Florida ghi nhận hơn 21.600 ca nhiễm, vượt xa mức đỉnh là 19.100 ca nhiễm một ngày được thiết lập hồi đầu tháng 1 vừa qua. Florida hiện là tâm dịch tại Mỹ với số trường hợp bệnh nặng phải nhập viện và ca tử vong tăng chóng mặt. Số ca nhiễm mới tính theo ngày tại bang hiện chiếm 20% ca nhiễm trên toàn nước Mỹ. Tại nhiều bệnh viện ở Florida, phòng hồi sức đã bắt đầu có dấu hiệu quá tải, buộc bác sĩ nhân viên y tế phải kê thêm giường ra hành lang. Số bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện ngày một nhiều và đáng lo ngại hơn cả là nhóm đối tượng chưa tìm ngừa vaccine. Chiều hướng dịch bùng phát xuất hiện từ cuối tháng 6, số ca nhiễm mới tính theo ngày liên tục tăng, từ mức trung bình hơn 1.600 ca trên ngày trong tuần cuối tháng 6 lên mức hơn 15.800 ca trên ngày cuối tháng 7. Riêng trong tuần từ 23 đến 29 tháng 7, Florida đã ghi nhận hơn 110.400 ca mắc mới, tăng khoảng 50% so với một tuần trước đó. Sự xuất hiện của biến thể Delta cùng với việc nối lại hoạt động đời sống xã hội như thời tiền đại dịch là tác nhân dẫn tới bùng phát lây nhiễm mới cũng tại Mỹ, vào ngày 2 tháng 8 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã bổ sung 16 quốc gia và vùng lãnh thổ vào mức nguy cơ COVID-19 rất cao. Điều này đồng nghĩa với việc là người dân nên tránh đi đến những địa điểm này, đồng thời khuyến cáo những người buộc phải đi đến những địa điểm trên nên tiêm phòng đầy đủ trước khi khởi hành. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC đã bổ sung 16 quốc gia và vùng lãnh thổ và mức nguy cơ COVID-19 rất cao, bao gồm Adora, Cukrakao, Gibatat, Hy Lạp, Guadalops, Iran, Islands, Đảo Mèn. Kazakhstan, Lesotho, Libya, Malta, Martinique, Saint, Saint Martin và quần đảo Virgin thuộc Mỹ, CDC Mỹ cho biết những quốc gia và vùng lãnh thổ vừa nêu được bổ sung vào danh sách cấp độ 4 COVID-19 rất cao. Bên cạnh việc khuyến cáo không nên di chuyển đến các quốc gia này cho đến khi được tiêm chủng đầy đủ, CDC cũng nhấn mạnh rằng dù hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ, ít có khả năng bị nhiễm và lây lan COVID-19 hơn, song vẫn phải đối mặt với những rủi ro khi có thể tăng nguy cơ mắc và lây lan COVID-19 bởi một số biến thể của SARS-CoV-2 theo các số liệu của CDC, các điểm đến thuộc nhóm có nguy cơ rất cao này ghi nhận tỷ lệ hơn 500 ca mắc trên mỗi 100.000 cư dân trong vòng 28 ngày qua. Mỹ trước đó đã đình chỉ việc nhập cảnh đối với những người không phải là công nhân Iceland và Hy Lạp kể từ ngày 25 tháng 1 vừa qua. Nhà trắng gần đây cho biết sẽ tiếp tục áp dụng những hạn chế này trong bối cảnh các trường hợp nhiễm bệnh gia tăng do biến thể Delta. Tại Úc, vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, bang New South Wales ghi nhận thêm 199 ca mắc COVID-19 trong bối cảnh giới chức bang này đã tìm đủ mọi cách để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta. 199 ca mắc mà bang New South Wales ghi nhận được giảm so với 207 một ngày trước đó. Thủ hiến bang Gladys Berejiklian nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng, trong số các ca nhiễm mới này, ít nhất là 50 ca mắc cộng đồng. Tổng số ca trong đợt bùng phát từ tháng 6 đến nay đã lên tới 3.800 ca. Chuyển sang một số thông tin về vaccine. Vào ngày 2 tháng 8 vừa qua, Mỹ đã đạt cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đó là có 70% dân số nước này được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Muộn hơn gần một tháng so với mục tiêu ban đầu mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đề ra là vào ngày 4 tháng 7. Mỹ đã tiêm chủng ngừa COVID-19 cho 70% dân số vào ngày 2 tháng 8 vừa qua. Thông báo này do giám đốc dữ liệu COVID-19 của Nhà Trắng, ông Chris Sabat, công bố trên Twitter cá nhân. Ngoài ra, ông Sabat cũng cho biết mức tiêm chủng bình quân trong 7 ngày tại Mỹ đạt 441.000 người, mức cao nhất trong hơn một tháng. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, tốc độ tiêm chủng trên toàn nước Mỹ đã được cải thiện và tăng đều đặn suốt 3 tuần qua, trung bình đạt hơn 650.000 liều trong 7 ngày, tăng 26% so với 3 tuần trước đáng chú ý, tốc độ tiêm chủng đã được đẩy nhanh ở một số bang miền Nam, vốn gặp khó khăn trong việc triển khai chương trình tiêm chủng do có nhiều người lo ngại về sự an toàn của các loại vaccine hiện nay, cũng như vì một số lý do khác. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do biến thể Delta gây ra, Tổng thống Biden đã kêu gọi người dân Mỹ đi tiêm phòng, đồng thời khẳng định nước này đã sẵn sàng đối phó với tình trạng gia tăng số ca COVID-19 chưa từng có. Trong khi đó, tại Cuba, theo Bộ Y tế, nước này đã hoàn thành đợt triển khai tiêm chủng tại thủ đô Havana vào thứ Hai ngày 2 tháng 8 nhằm góp phần hạn chế số ca nhiễm đang không ngừng gia tăng. Cụ thể, Bộ cho biết hơn 1,3 triệu cư dân của thủ đô Havana đã được tiêm vaccine Adalajab sản xuất nội địa, cùng với đó là một loạt vaccine khác. Tính đến nay, 23,4% dân số Cuba trên 19 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ. Cuba có tỷ lệ lây nhiễm trên đầu người cao nhất ở Mỹ Latin. Đất nước này hiện đang trải qua thời điểm cao nhất của đại dịch, với con số kỷ lục là hơn 9.700 ca mắc và 87 ca tử vong. Tại hội nghị trực tuyến giữa Bộ trưởng Y tế Liên bang và các bang ở Đức vào ngày 2 tháng 8 vừa qua, các nhà chức trách đã thông qua nghị quyết kêu gọi thực hiện tiêm nhắc lại mũi thứ ba cho nhóm người có nguy cơ rủi ro cao, đồng thời tiến hành tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên toàn quốc. Cơ quan dược phẩm châu Âu EMA từ lâu đã ra khuyến nghị tiêm vaccine công nghệ mRNA cho trẻ từ 12 tuổi và quyết định của chính quyền trung ương và các bang ở Đức được đưa ra trong bối cảnh năm học mới sắp bắt đầu trở lại. Các bang của Đức mong muốn có càng nhiều trẻ em được tiêm chủng càng tốt nhằm hạn chế các ca lây nhiễm mới với biến thể Delta. Theo nghị quyết được thông qua, hiện Đức có đủ số lượng vaccine từ cả hai nhà sản xuất lập BioNTech, Pfizer và Moderna để có thể tiêm ngay cho tất cả khoảng 4,5 triệu trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ở Đức. Tính đến ngày 2 tháng 8, khoảng 20,5 số trẻ em ở nhóm tuổi này đã được tiêm ít nhất một mũi và gần 10% được tiêm đủ liều. Các trung tâm tiêm chủng được cho là sẽ đóng cửa vào tháng 9. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng đang ngày một giảm nên các trung tâm có thể nhanh chóng tiêm chủng cho nhóm tuổi trên. Khuyến nghị tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi ở Đức chưa được Ủy ban tiêm chủng thường trực Đức thông qua bởi theo người đứng đầu cơ quan này, hiện chưa có đủ dữ liệu để có thể đưa ra khuyến nghị chung đối với việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Bộ Y tế Indonesia mới đây đã ban hành thông tư cho phép phụ nữ mang thai được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Lý do đây là một trong những nhóm có nguy cơ phơi nhiễm và mắc các triệu chứng nghiêm trọng sau khi được Bộ Y tế đã ban hành thông tư cho phép phụ nữ mang thai được tiêm vaccine ngừa COVID-19, Cục trưởng Truyền thông và Dịch vụ Công thuộc Bộ Y tế, bà Win cho biết, qua thông tư này, Bộ Y tế đã chỉ đạo tất cả các cơ quan y tế tiêm vaccine ngay cho phụ nữ mang thai, nhất là tại các khu vực có mức độ lây lan dịch cao. Theo bà Widasati, phụ nữ mang thai sẽ được tiêm vaccine của các hãng Pfizer, BioNTech, Moderna và Sinovac. Liều đầu tiên sẽ được tiêm trong quý thứ hai của thai kỳ và liều thứ hai sẽ được tiêm cách quản theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Theo thông tư của Bộ Y tế Indonesia, việc tiêm chủng cho phụ nữ mang thai sẽ được đưa vào tiêu chí đặc biệt. Do vậy, quy trình khám sàng lọc hay tiêm chủng sẽ được thực hiện chi tiết hơn các đối tượng khác. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dịch COVID-19 hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trong bản tin chiều nay. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi.